Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đến kênh Kai Vlog nha. Thì cả nhà ơi, hôm qua thì mình về thì mình thấy là hai cha con ổng vô trong cái áo này của mình rồi. Đó, chứ mình lúc mình về á thì nó ngay đồ thì mình sẽ không có đem vô trong nhà. Đó, mình bỏ vô cái túi này của mình, vô cái túi này của mình rồi mình mới đem vô trong nhà, chứ mình không có cầm cái áo vô. Đó. Thì mình thấy được là hai cha con ổng vô đây và ổng đồng ý rồi. Thì mình ở đây, cái nhà cũng thấy sau lưng mình có một cái cây rất là to. Cái cây này rất là to. Thì mình cũng muốn đưa hai ông này, hai cha con ông này vô đây. Thì mình cũng mừng lắm cả nhà. Nhưng mà mình chưa có giao tiếp được với ổng, như chưa có nói chuyện được với ổng. Thì mình cũng chỉ mong là giúp ổng được một cái này thôi. Từ từ rồi gây cái thiện cảm cho ổng, như là tạo cho ổng tin tưởng mình hơn, để có cơ hội để mình giúp ổng. Mình thấy ổng chịu nghe tiếng niệm Phật dữ lắm, ổng chịu nghe đó. Thì mình nghĩ nếu như một cái vong linh mà được chịu nghe cái tiếng này thì từ từ cái hình tướng của họ sẽ được thay đổi đó nha, rồi từ họ sẽ được giải thoát. Thì giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, thì mình sẽ đặng mình lập bằng cúng xong xuôi cái mình làm cái nghi thức cái cho ổng ra ngoài cả nhà. Mình sẵn đây mình bày cái mâm cơm nhỏ nhỏ luôn cho cha con ổng luôn. Cái nhà cái áo mình máng ở trên cái cây đó nha, áo mình máng trên cây, rồi mình sẽ làm thục để mình mời ông ra. Biết ông mình chỉ cũng đơn giản thôi cả nhà ơi. Mâm cơm chay à, ba chén cơm trắng với hai món đồ ăn chay cho ông, hai cho con này. Gió. Một miếng tàu hũ và một món cải xào, ba chén cơm trắng, rất mực rồi.
một mái niệm Phật, ba nén hương. Thì tôi có hứa với hai cha con ông, khi hai cha con ông đã ẩn vào cái áo này thì tôi sẽ đưa hai cha con ông đến một cái nơi khô ráo, sạch sẽ hơn và cái thân cây sẽ to hơn. Thì tôi cũng không biết là hai cha con ông có đồng ý là ở vào cái thân cây này hay không. Đó. Thì tôi cũng đã kiểm tra rồi mới có thể là gửi hai cha con ông vô đây. Nếu cha con ông đồng ý thì có thể là hiện ra đây. Tôi cũng muốn là giao tiếp với cha con ông thôi. Tôi nghĩ cha con ông đã đồng ý vào đây thì có thể là đã tin tưởng tôi rồi. Thì có thể ở đây giao tiếp với tôi một chút xíu được hay không? Thôi như thế này, tôi đưa cha con đến đây, nhưng mà tôi cũng chưa biết được là cha con ông có chịu ở đây hay không. Đó. Nếu như cha con ông thật sự đồng ý ở chỗ này thì hãy xuất ra khỏi cái áo của tôi và ẩn vào thân cây này. Còn nếu như không thì hãy ở y trong chiếc áo đó và tôi sẽ đưa đến một chỗ khác nữa.
cá vậy ta. Chắc để lâu quá hết bìm cái nha. Thôi nãy giờ tôi cũng để máy đây cũng rất là lâu, tôi không biết cái cha con ông có ra hay chưa, nhưng mà thôi tôi giờ xin phép rồi tôi dọn đồ cúng vô, có một cơ hội nào đó tôi lại đến đây muốn giao tiếp với cha con ông, muốn biết ông như thế nào thôi. Được thì tôi cũng muốn mời ông vô trong chùa, nhưng mà ông phải cố gắng là hướng tâm về Phật pháp. Thì lâu lâu tôi cũng sẽ trở lại, vài hôm trở lại để tôi đặt máy niệm Phật cho ông nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái nhà mình cũng gọi ông ra, nhưng mà mình thấy ổng như là cũng chưa muốn giao tiếp với mình cả nhà. Nhưng mà không biết là ổng có ra khỏi cái áo này chưa. Thì cái áo vẫn còn mang trên cây, mình cũng chưa có lấy xuống nữa. Thì mình chỉ cầm cái áo về thôi, chứ mình cũng không có dám mặc vô. Thì về nhà mình xem lại, nếu như ổng ra rồi thì mình có thể là mình giặt sạch sẽ rồi mình mặc lại. Thì cái nhà mình cũng cầu mong nếu như hai cha con ổng ở đây được á thì tốt cả nhà. Chỗ này thì nó ngay cũng khá là sạch sẽ, với lại cái cây cũng khá là to. Thì giờ mình xin kết thúc video và hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cả nhà.